Tiếp tục đến với diễn biến sang giờ bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn. Tiểu đội của Hoắc Vũ Hạo đã chiến đấu với tiểu đội Ninh Thiền. Hoắc Vũ Hạo bị Nam Môn Doãn Nhi tấn công. Tiêu Tiểu buộc phải sử dụng hồn kỹ thứ nhất của mình đánh về phía cô gái đang công kích, giải vây cho Hoắc Vũ Hạo. Sau khi bị đẩy lùi, nàng ta lại tiếp tục xông lên. Hoắc Vũ Hạo sử dụng ra tinh thần dò xét cộng hưởng kết hợp với thần pháp Đường Môn để tránh né. Vương Đồng thì đang cùng với nữ tử Vũ Phong giao chiến. Mặc dù được Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, nhưng mà nàng ta vẫn chưa chiếm được lợi thế. Bây giờ chỉ cần Vương Đồng ngã xuống thì đội hình sẽ thất bại. Hai người đồng loạt lấy ra hồn kỹ công kích. Uy lực của Vũ Phong mạnh hơn nên Vương Đồng đã bị đẩy lùi. Thừa thế xông lên, Vũ Phong liên tục công kích nhưng lần này đã bị bắt bài nên bị đẩy lùi. Vũ Phong cũng bất ngờ vì mỗi lần đối thủ ra đòn quá chuẩn xác, giống như là biết trước mình sẽ tấn công vào đầu, từ đó ngăn cản chuẩn xác. Dù đối mặt với đội hình mạnh hơn, nhưng đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo lại không yếu thế hơn chút nào. Vì lão sư chủ nhiệm của bọn họ cũng không hiểu nguyên nhân là vì sao. Nhìn bộ dạng của Hoắc Vũ Hạo, Ninh Thiên tinh ý suy đoán cậu là trung tâm của đoàn đội, cho nên yêu cầu hai người nhắm vào cậu ta. Bọn họ đồng loạt tung ra hồn kỹ, Vương Đồng trực tiếp xông lên ngăn cản, nhưng ai ngờ hắn đã bị trúng kế. Nam Môn Doãn Nhi chỉ đang cố tình cầm chân Vương Đồng mà thôi, còn Vũ Phong thì nhân cơ hội đó công kích Hoắc Vũ Hạo. Đáng tiếc là Tiêu Tiểu đã lấy ra cây sáo để thổi, tiếng sáo làm cho đối thủ bị chóng mặt trong giây lát, tốc độ trở nên chậm hơn, Hoắc Vũ Hạo thừa cơ tránh né. Vũ hồn thứ hai của Tiêu Tiểu tuy không thể sánh được với Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng cũng có uy lực làm chậm 20% tốc độ của đối thủ. Tiết lộ át chủ bài song sinh vũ hồn để bảo vệ Hoắc Vũ Hạo khiến Ninh Thiền cũng xác nhận được cậu chính là nòng cốt của đoàn đội. Ninh Thiền tiếp tục dùng hồn kỹ thứ hai để phụ trợ nhưng vẫn không thể vượt qua được Vương Đông và Tiêu Tiểu. Ninh Thiên cho rằng phía bên kia đã sử dụng hết con bài của mình rồi, giờ chỉ cần tấn công thêm lần nữa. Không để Vương Đồng cứu viện Hoắc Vũ Hạo, nàng ta sử dụng hồn kỹ thứ ba để phụ trợ cho hai cô gái. Nam Môn Doãn Nhi tung ra lực lượng hỏa bảo vệ Vương Đồng. Vương Đồng cố gắng thoát ra nhưng không được và hoàn toàn bị vây khốn. Vũ Phong xông lên, Nam Môn Doãn Nhi sau khi vây khốn được Vương Đồng liền phóng ra hai luồng công kích gọi là phi hồng trảm. Tiêu Tiểu vội sử dụng cái lò che chắn trước người Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên, hai luồng công kích của đối thủ lại đột nhiên phân tách thành hai. Nó bay lượm một vòng rồi liên tục nhắm tới nam chính. Cậu phải sử dụng thần pháp Đường Môn để tránh né. Được biết, phi hồng trảm của Nam Môn Doãn Nhi không chỉ có thể thay đổi phương hướng trên không, mà còn có hiệu quả khóa chặt mục tiêu, tấn công không ngừng cho tới khi hồn lực của Nam Môn Doãn Nhi hao hết. Nhưng vì được Ninh Thiên tăng phúc, nên hồn lực của nàng ta sẽ không hết được, bị dồn vào thế khó. Hoắc Vũ Hạo phải sử dụng linh hồn xung kích, đánh thẳng mặt Ninh Thiền khiến đối thủ choáng váng đầu óc. Kỹ năng của Doãn Nhi cũng bị ảnh hưởng nên tan biến. Không có người phụ trợ, thực lực bọn họ đã yếu hơn rất nhiều. Đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội này phản công đánh bại đối thủ. Thế là đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo đã giành được chiến thắng. Mọi người xung quanh đồng loạt cổ vũ hoan hô. Lão sư chủ nhiệm của đoàn đội Ninh Thiền mất hết mặt mũi nên rời đi. Chu Y gọi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đến phòng làm việc của mình nói chuyện. Về phần tiểu đội Ninh Thiền, Vũ Phong vô cùng phẫn nộ và không cam chịu. Nàng ta muốn điều động lực lượng của gia tộc đánh cho đám người Hoắc Vũ Hạo mồi trần. Nhưng Ninh Thiên lại ngăn cản. Thái độ của Ninh Thiên vẫn bình thản, dù vừa mới bị Hoắc Vũ Hạo đánh bị thương. Nàng ta giải thích, không thể để lửa giận che mờ trí tuệ của mình được. Đây là sự lệ khắc học viện, sao bọn họ có thể tùy tiện vận dụng lực lượng gia tộc cơ chứ? Đánh thua thì chấp nhận thôi. Muốn rửa sạch sỉ nhục này thì phải tự mình cố gắng. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhanh chóng đi tới văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì bà ta bận đi tìm tư liệu nên hai người tranh thủ tu luyện để khôi phục hồn lực. Sự kết hợp của hai người khiến cho Chu Y cũng bất ngờ. Tuy rằng bà có nghiên cứu về vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống vũ hồn dung hợp hoàn mỹ. Hơn nữa, lúc hai người dung hợp hồn lực, tốc độ tu luyện cũng tăng mạnh. Theo quy tắc của vũ hồn dung hợp kỹ thì độ phù hợp càng cao thì uy lực càng lớn. Trong trận thi đấu hôm nay, Hoắc Vũ Hạo cũng thử sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ nhưng lại không thi triển ra được. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng hồn lực dung hợp phát động hồn kỹ của mình. Uy lực tăng lên, từ đó công kích Ninh Thiền khiến đối phương choáng váng. Chu chủ nhiệm lại cho biết thi triển vũ hồn dung hợp kỹ cần thời gian 7 ngày để hồi lại. Bà muốn hai người mỗi ngày đều thử thi triển một lần, như vậy có thể xác định thời gian hồi lại của hai người. Theo tu vi của hồn sư tăng lên thì khoảng thời gian phục hồi sẽ dần giảm bớt, ít nhất phải đạt tới cấp 70 thì mới có thể tùy ý thi triển. Nhưng vũ hồn hai người dung hợp hoàn mỹ có lẽ sẽ có ngoại lệ. Trên đường trở về, Vương Đồng quyết định đặt tên hồn lực dung hợp là Hạo Đông Chi Lực. Hoắc Vũ Hạo cũng tiện tay khoác vai hắn, thế là Vương Đồng phải nhanh trí đi trước để tạo khoảng cách.
qua ngày hôm sau, vòng loại thứ hai của giải đấu tân sinh lại sắp bắt đầu. Đoàn đội của Hoắc Vũ Hậu tiếp tục được ra sân. Đối thủ lần này là một đội tuyển cực mạnh. Vậy nhưng chú ý vẫn tin tưởng vào học sinh của mình. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!